Hello, xin chào cả nhà. Này, xin giới thiệu cho cả nhà cây hồng quân nha. Hiếu mới vừa xuống lá xong. Quá trời. Xuống lá lại thay lọc cho em nó. Cây lũa tới đây không bọng. Sẹo đang kéo vô. Quay cho các nhà xem. Hàng cắt giật nha. Dàn xương cũng ổn rồi mọi người ạ. Không bao lâu nữa nó sẽ dày tàn thôi, mịn tàn thôi. Cây này cốt còn xuống dưới nữa, còn nằm sâu xuống nữa. Này chưa có nổi cốt lên. Cái này trồng được một năm mấy, gần 2 năm rồi đó, chưa thay chậu luôn. Dàn xương trên cho mọi người xem, dây xiết luôn, dây này dây nước thứ ba đó. Rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.